Đây, bắt cho bà con xem. Hốc này là tầm 8 tuần. 8 tuần tuổi. 8 tuần tuổi là tính từ lúc nở nha bà con. Tính từ lúc nở, thứ này trứng trứng nở ra 8 tuần. Đây, con ốc rất là bóng và sáng. Hai con đang đẻ nè, hai con luôn. Đang gặm đẻ nè bà con đó. Đấy. Bên kia thì con ốc ốc thịt thịt vàng nè, thịt vàng. Đây ngoài màu đen, ốc đen thịt đen. Dễ nhiều. Con lấy ốc nó to lắm. Nó bố mẹ này to thì ốc những con bố mẹ này là tầm là trên 6 tháng thôi mà con. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của Khu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về cái hình đứa con bu. Thì hôm nay em xin chia sẻ với bà con về cái mô hình nuôi con ốc bu dưới ao sen của cơ sở bên em. Thì như bà con thấy, đây là một cái ao sen. Thì tổng diện tích của cái ao này là tầm hơn 2.000 mét vuông. Thì đây là sen bên em trồng tự nhiên. Thì sen này là do mới thu hoạch. Bên em mới thu hoạch thì đang giữ sen lại. Ở đây là bên em kết hợp nuôi ốc bu đen ở dưới cái ao sen này. Thì nuôi ốc dưới ao sen thì nó có rất là có nhiều cái lợi. Thì ao sen thì nó lọc nước rất là tốt. Và nuôi ốc dưới đây thì cái thức ăn của con ốc á sẽ là cái lá sen. Thì như bà con thấy đây, các cái lá sen mà nó bị héo, bị thối lại thì con ốc nó sẽ bám vào và ăn. Thì chúng ta sẽ có cái nguồn thức ăn cho con ốc ha. Cái thứ hai nữa là ở đây bà con thấy đây là ốc có đang lên ăn đây. Ốc thì buổi sáng thì nó có lên, vì sáng cũng gặp được cô chúng là cũng hiếm lắm. Đây bắt cho bà con xem. Ốc này là tầm 8 tuần tuổi là tính từ lúc nở nha bà con. Tính từ lúc nở, thứ này trứng nở ra 8 tuần. Đây, con ốc rất là bóng và sáng. Còn đây
Đây là ốc này tầm nhỏ đây, bà con thấy này rất là đẹp, đây không có đóng gông, bóng sáng. Thì quay lại với cái hoa sen này thì bữa ốc trong hoa sen thì biết là có cái nguồn thức ăn cái lá sen đó, cái lá sen một thì có tạo nguồn thức ăn cho con ốc, cái thứ hai là sen thì nó có cái lá nó rộng á thì nó sẽ tạo được cái nơi trú ẩn cho con ốc. Thì cái thứ ba là sen cũng lọc nước rất là tốt cho ốc. Thì nuôi ốc, chúng ta nuôi ốc trong cái ao sen thì cũng có một số cái ưu điểm như thế. Thì có một số cái nhược điểm nữa là chúng ta nuôi trong sen thì nó rất là, chúng ta thu hoạch thì rất là khó. Thì cái lá thì ốc sẽ trú ẩn cái lá. Thứ hai là chúng ta di chuyển trong cái hồ sen thì rất là khó khăn. Và cái thứ ba là rất là khó quản lý. Thì thứ nhất là cái khó quản lý về cái số lượng đó, cái nó sẽ bị có một số cái thiên địch như là chuột hoặc là bẹp nó ăn ốc đi, và chúng ta sẽ ngừa thôi, chúng ta không ngừa. Cái nữa là ốc bu vàng, bu vàng thì khó mà diệt hết được đó. Thì cũng diệt thì chúng ta cũng đi bắt ban đêm thì gọi bắt nó với diệt trứng đó thôi, không để cho chúng phát ra thêm. Thì người còn thấy cái ao sen này thì rất là đẹp. Nuôi ốc thì nó rất là nhàn, về cái thức ăn thì nó chúng ta cũng không tốn nhiều. Ở cái ao sen này thì bên em nuôi là tự nhiên luôn, không có bổ sung thêm cái thức ăn. Đây là bò hay ốc này, rất là đẹp, bóng sáng. Con ốc nó mà cái vỏ nó bóng sáng thì nó phát triển rất là khỏe, phát triển rất là nhanh. Thì do cái nguồn nước á, nguồn nước mà nó có không tốt thì con ốc nó sẽ bị, cái vỏ ốc nó sẽ bị đóng gông. Vậy nuôi ốc trong ao sen thì rất là, mình còn thấy đây, ốc nó, cái vỏ nó chắc và bóng, rất là đẹp. Thì bà con có thể kết hợp được nuôi một số cái loài cá trong cái ao sen luôn. Thì bà con có thể xả thả cá, các loài cá, cá trắng, cá tự nhiên. Thì những loài cá nào mà nó không ảnh hưởng tới con ốc á, thì con có thể, nó không ăn ốc á, thì bà con có thể thả kèm theo. Thì, kết hợp nuôi sen, trồng sen, nuôi ốc và nuôi cái loài cá. Sen này bà con nên nuôi tự nhiên, là cũng không nên dùng thuốc, dùng thuốc sẽ ảnh hưởng tới con ốc. Chúng ta nên dùng thuốc sinh học thôi, mà hạn chế. Ở đây bên em nuôi là hoàn toàn nuôi tự nhiên, sen tự nhiên, ốc cũng nuôi tự nhiên luôn. Đây, có một con ốc đực. Rồi ha. Thì cái ao này thì chủ yếu cho bên em thu trứng thôi. Đây đây cũng chia sẻ với bà con cái những cái mùng mà bên em nuôi ốc bố mẹ. Thì khi thả ra ngoài ao lớn này thì chúng ta sẽ tuyển một số để là ốc bố mẹ, chúng ta cho nó
về mùng để cho nó đẻ nó dễ quản lý hơn. Có ốc lên ăn đây. Thì đây em bắt cho bà con xem. Nó rất đẹp nha bà con. Thì cái mực nước trong cái hoa sen này thì nó tầm 0.5 bà con. Nó cái này cũng không phải là cái ao mà làm cái đồng ruộng thôi, đồng thôi. Thì bên đây là ruộng nè, bên đây cũng lúa nè, còn đây là cũng lúa. Lúa này mới có cấy được mấy ngày thôi. Đây là lúa. Thì cái này nó mới giáp với ruộng thì không có tránh khỏi được với cái ốc bù vàng. Nhưng mà chúng ta cũng diệt từ từ thôi. Con thấy là sen rất là đẹp. Thì sen này là nó đang lên đó. Nó tầm tháng nữa thì nó sẽ kín hết rồi. Cao lên kín bông luôn. Rất đẹp. Nên em cũng chia sẻ với bà con cái mùng mà bên em đang dưỡng ốc con và ốc bố mẹ. Thì đây là mùng mà đang dưỡng ốc con nha bà con. Đang cho nó ăn bèo, bèo kín đó nè. Bèo cho nó ăn chừng 3 bữa là hết à. Để đi vớt đi về cái cơ sở bên kia để vớt đây. Đây ốc rồi con. Thì ốc này là tầm tuần hơn 10 ngày, chắc 10 ngày. Tôi 10 ngày tuổi. Đây là 10 ngày tuổi. Cái này phải dưỡng thêm khoảng 15 ngày nữa thì nó xuất được. Đây. Nó rất là đẹp, bóng. Có con này thì lớn hơn. Thì trong cái lứa đó thì có một số con thì nó đột biến rồi nó ăn. Dạng như nó ăn nhiều, nó lớn hơn người ta. Đây. Giờ 10 ngày. 10 ngày tối hết. Nhiều lớp, đi lên nhiều lớp. Bèo kính hết rồi. Nhưng mà nó ăn thì cũng ngày 2 ngày là hết rồi. Tiếp thêm cho ăn tiếp. Cái mùng này là 5x2 nha bà con. 10 lớp vuông. 5x2. Thì qua đây. Đây là cũng một con. Đang con trứng bèo luôn. Đông bèo thôi. Bên đây là cái giả bố mẹ mà con. Xa kia là trứng nè. Thả con này về luôn. Đây là cái giả bố mẹ. Thì cái mùng này là có diện tích là 4x2 8 m2. 8 m2 thì bên em thả khoảng 100 cặp là 10 lượt 10 cái, 100 cặp 10 cái. Thì con ốc mới đang đẻ nha bà con. Thì con ốc bằng đẻ nè, con thấy không, là gặn đẻ đấy, là gặn đấy. Này giờ này nó gặn chắc khoảng 3-4 tiếng nữa mới xong được, xong rồi tự bò xuống rồi. Đẻ lâu lắm. Đây là cũng ốc con nè, này một ốc con. Đặt thôi đây, này ăn nhanh lắm. Bên đây thì chắc cũng được 2 tuần rồi, 2 tuần tuổi. Dưới thì nữa. Đây cũng ốc con này, những người ốc con. Con thì bên em nhiều lắm nhưng mà xích cũng không kịp với bà con đặt nhiều con. Thì
đặc biệt là bên em là tất cả đều cho ăn bèo không mà con, cho ăn được cám hết. Đây là nhiều ốc của bố mẹ. Để trứng này, trứng đẻ nào rồi, trứng này. Thì cái này nó mới đẻ à, làm chiều bên em mới thu. Thì thường là nó đẻ buổi sáng, sáng nó đẻ buổi trưa nó xong, thì bên chiều bên em mới thu. Thu vô đây là nó đang bắt cặp nè, còn thấy không? Nó đang đóng cục, cục này nó bắt cặp á, bắt cặp thì qua cũng bữa một là tuần sau thì nó sẽ bắt đầu đẻ thôi. Nó bắt cặp, nó cục cục nó. Thì có nhiều bà con ấy là những cái lần cần làm mẫu đất để đẻ hay không, thì đây bên em thì không không có làm mẫu đất nhưng mà con bên em làm đơn giản để được bình thôi. Đây con đang đẻ nè, hai con luôn đang gặm đẻ nè mà còn đó. Bên kia thì còn ốc, ốc thịt, thịt vàng, thịt vàng. Đây ngoài màu đen, đen thịt vàng đẻ nhiều. Con này ốc, ốc to lắm, ốc bố mẹ này to. Thì ốc những ốc bố mẹ này là tầm là trên 6 tháng hơn rồi con. Con thì nó sẽ rơi vào khoảng là tầm 10 con một ký, có thể hơn. Thì đây là trên 6 tháng rồi. Đây là con trứng này. Thì cũng làm đơn giản thôi. Chỉ để được bình nó lên đẻ, thì nó lên được bình nó đẻ thì nó sẽ sạch hơn. Trứng cũng sẽ sạch hơn. Chứ để đắt thì nó đẻ lên dính đắt rồi. Nhưng mà khi về chúng ta phun nước rồi thì nó đắt nó ướt, nó sẽ làm hư đi cái trứng đi. Nên chúng ta chỉ cho đẻ lục bình thôi, chỉ để lục bình trứng mà nó đẻ mát. Cô mẹ bên đây nè, đẻ trên đây nè. Chúng ta chỉ làm là phun trứng để đẻ thôi. Ốc thì nó thì được, nó thường con ốc thì nó thường đẻ vào, đẻ nhiều vào cái dịp nửa tháng, còn cái ngày thứ 15 của tháng và ngày cuối tháng thì nó sẽ đẻ thường nhiều. Đây nó đóng, đây nó bắt cặp, đóng cục cục. Đây con ốc lớn thì bên em cứ gãi thêm thức ăn cho cá thôi, cho cá hoặc ếch thì nó bị bổ sung thêm cái chất tinh cho con vịt ốc thôi. Thì bên em cũng có một cái thịt là kích cho nó đẻ, kích thích cho nó đẻ nhiều hơn, nhiều là muốn. Để em quay tổng quan cho bà con, cái bà con trẻ cái mùng bên em nhé. Có nhiều bà con hỏi là nuôi cái mùng được không, thì đây bên em đang nuôi cá ốc con, giữa ốc con và ốc cái mẹ. Thì đơn giản thôi, cũng làm đơn giản thôi, cũng không có cầu kỳ nhiều. Thì chúng ta làm phải có bóng mát nha bà con, không được nắng quá. Nắng quá thì trong về nó nóng quá, nó cũng không biết được là nó tìm trốn được. Chúng ta làm trong bóng mát thì có một khúc mát cho nó là được rồi. Đây có một con cầm ló đầu nè, ban ngày thì hiếm gặp nó lắm. Nghe con, cái này là kích thước này là một cái nè. Thì cái kích thước này là dao động là 30 con một ký nè con, 30 con trở lại cho một ký thì cái này là xếp được rồi. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì nếu bà con cảm thấy hay thì bà con hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật được các cái video sớm nhất mà chúng mình đang sống. Thì xin chào bà con, những bà con ở các cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.